Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Quang xe máy của Quang nha. Thì đầu ngày mới, Quang xin chúc anh em có một ngày mới xem video vui vẻ nha anh em. Trước mắt cả nhà anh em, đây là chiếc Fusionel đời 2008 nha mọi người. Bình xăng, máy cực kỳ là im nha anh em. Máy im, chắc, đi nhẹ, đầm bốc. Áo theo xe nha mọi người. Xe thì chắc, xe thì đẹp, liên lạc nha anh em. Rủ mới thay vỏ mới nè, vỏ hãng Inu luôn nha anh em. Rồi đầu tiên mình sẽ đi một vòng xe này cho anh em thảo nha. Chiếc này bán hai mấy triệu nha anh em, hai máy vừa chơi thôi. Anh em cứ alo Zalo kết bạn với Quang nha. Số điện thoại 0909 584 394 mọi người. Nổ máy cho anh em nghe. Máy chắc nịch luôn nha anh em. Đi nhẹ nhàng yêu máy nha. Chắc, cực kỳ chắc luôn. Đây, máy game chưa trẻ nha anh em. Chưa gấp nha. Con nồi đẹp luôn nè. Dàn chân là ghim nha anh em, có sơn phục trước. Trước với tambour. Còn lại thì dàn chân ghim nha mọi người. Xe sản xuất năm 2008 nha nè. Dàn cam nè. Dàn cam đẹp không một ngọt nha mọi người. Rồi chiếc thứ hai là chiếc Fusionel GT nha. Chiếc GT này thì ba mấy triệu nha nè. Mâm ghi theo xe. Áo theo xe. Máy ghi im. Này hồ sơ giấy tờ pháp lý hợp lệ như nè, ký cúc bình thường nha, cả hai xe luôn nha. Chiếc đỏ thì hồ sơ cầm tay. Chiếc xe thì rất là liền nha nè. Máy đang chạy mọi người. Bô theo xe nè, còn đẹp lắm. Mâm này nè. Cái máy này. Cái máy này. GT thì cái độ chắc bóc cũng miễn bàn mọi người, rất là yên nha. Anh em hãy qua trực tiếp chờ thử nha. Máy thì thầm nha. Hai
chiếc kỳ sườn đều đẹp luôn rồi, không một ngọt luôn rồi. Chờ neo GT 207. Thầy mua xe full led mới, anh em mua chiếc này anh xem. Giữ giá hơn nha. Giữ giá hơn sau này và đi rất là xuống, thật gặp cảm giác nha anh em. Chiếc này 30 triệu. Mâm theo xe 207 luôn nha. Thôi đây đồng hồ điện tử nè, máy đang nổ nha. Áo riêng theo xe nha anh em. Turbo nè, cái tiền nhịp xịt luôn nè. Chiếc này dàn chân còn khá liên lạc nha. Sẵn không có bẩn quang quay chi tiết cho anh em. Như gòn chân lòng nè. Con đầu nè. Ốc đầu nè. Để ngót nha mọi người. Sườn thì cực kỳ đẹp luôn nha. Đây nè. Chờ máy đứng cạnh nha mọi người. Bô theo xe nha nè, mâm cũng theo xe 207 nha. Mâm ghi luôn nha nè. Này Quang đang xịt dầu vệ sinh thì thấy nó bóng bóng á. Chiếc mâm ghim mọi người. Áo theo xe nè. Hộp tán cũng còn cần khá nha. Được cái máy im hết hơi luôn nè. Để gần ti rồi, hầu như không nghe luôn á. Đèn thì rất là trong nha. Để hồi gấp bẩn lại Quang sẽ làm thêm một đoạn video cho anh em nha. Chạy nhẹ đầm sướng mượt lắm. Cực kỳ đầm nhẹ luôn. Không hú nha anh em. Rồi đi số 2 á. Lốp.
Rồi, anh em thích chiếc này thì cũng liên hệ cho Quang nha. Bình xăng 28. Cả hai chiếc thì chắc xe đều đẹp anh em, giờ chỉ việc đi thôi. Mấy dòng mà lúc này dám dễ chơi mà. Dễ chơi so lúc trước rất là nhiều nha. Để Quang đi cận hơn cho anh em xem. Chạy đây xíu này, những lốp tròn có sơn lại nè, những lốp zin á. Đèn công tắc cũng đẹp nè, đồng hồ nè, kim còn vàng nè. Và gà 10 ly nha anh em. Chạy xuống lắm, anh em phải qua chạy thử nha. Thì qua nói không có biết. Tầm mà chắc lắm. Bóc nữa. Rồi thì vừa rồi sơ lược một vòng hai chiếc Full Chanel nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ. Xem video thứ nếu hay cho Quang xin một lượt đăng ký kênh mọi người. Bye bye.